thua. Hay ba Việt Nam, ông Park Hang-seo đang nói với trợ lý của mình rằng Án chuệ, Kudesho Adadio Amshamita. Và những lời huấn luyện trưởng Park Hang-seo đang nói với vị trợ lý của mình rằng đó là chúng ta sẽ phải chiến thắng trong trận đấu này, mặc dù Nhật Bản được đánh giá cao hơn. Những cầu thủ đầu trọc bên phía Nhật Bản thường khiến cho chúng tôi liên tưởng đến những bộ phim. Chúng ta vẫn biết là Nhật Bản sẽ là đất nước có ngành phim ảnh rất phát triển. Cú không chơi bóng hơi lỗi của Van Quet. Đầu đen. Đây là đầu vàng. Anh. Chúng ta đang có, ta hãy cùng một đội chờ đội một đội bóng mạnh hơn như Nhật Bản. Ôi! Dứt điểm vào biển quảng cáo rồi. Đó là một tình huống mà Hùng Dũng đã dứt điểm vào biển quảng cáo. Đỗ Hùng Dũng rất bình tĩnh. Chúng ta không việc gì phải vội vàng cả. Ngày hôm nay thì Nhật Bản sẽ ra sân với một cầu thủ đầu đen, hai cầu thủ đầu trọc và một cầu thủ đầu vàng. Và bên phía chúng ta cũng không kém cạnh khi có mặt trên sân một cầu thủ đầu bạc, đó là Nguyễn Văn Toàn. Như vậy là có thể thấy là Văn Toàn ngày hôm nay sẽ thực sự khát khao trong cội đầu tiên của mình ở ASEAN 2018. Đây là thủ thành Tsubaki Adida của Nhật Bản, một thủ thành có thể nói là khác biệt nhất trong các thủ của đội bóng này. Da đen, đầu cũng đen và tóc thì thực sự là không có một sợi nào. Không được. Đó là một tình huống mà thủ thành đầu đen bên phía Nhật Bản đã cố tình dâng lên cao. Rất tiếc là cú treo bóng cầu Âu của Quang Hải đã không thể vượt qua được tầm với của thủ thành đầu đen này. Em nghĩ rằng ui rồi ối Văn Toàn có bên Việt Nam có ông đầu bạc già rồi đá đấm gì. Đầu trọc. Vẫn là đầu trọc. Cầu thủ thi đấu năng nổ nhất bên phía Nhật Bản vẫn là thủ sân mang dấu áo 18, đó là đầu trọc. Cho đến lúc này thì sự năng nổ của cầu thủ này